Rồi, qua nhiệm vụ thì đâu biết. Ui, ra rùa. Chắc sẽ không. Cô đang làm gì thế? Á, à, đừng. Tao không làm gì cả, đừng làm hại tao. Bemon, cô đang nói gì thế? Tại sao chúng tao phải làm hại cô chứ? Không biết, nhưng tao cũng không chắc là hai người sẽ không hại tao. Nói linh tinh gì thế? phải rồi, là vì tao đã phát hiện ra bí mật của hai người phải không? Là tao thấy lái mắt tờ báo kịp thư mặt của hai người trong quán cà phê ư? Hai gia tao vô tình nhìn thấy mặt mỏi mà hai người bằng bỏ. Phân đã lấy nồi con cá hôm qua tao ăn. Bổ sao con cá đó có ít xương như vậy là hai người đã gãi xương trên thân nó ra. À, đúng thế, hai người muốn dùng sự khác nhau về số lượng xương cá ở hai bên để truyền tin. Nhưng xưa rưỡi con cá là bị tao mua mắt. Con này nó bị ốm ảnh tâm lý. Ốm ảnh tâm lý. Rốt cuộc người này đang nói gì thế nhỉ? Nghe chẳng hiểu gì cả. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, tao sẽ không làm hại cô đâu. Hai người không đánh để hại tao thật chứ? Thật là chúng ta chỉ mới gặp nhau lần nào mà tại sao phải hại cô chứ? Thật chứ? Vậy thì tốt rồi, thật sự xin lỗi. Dạo này tao đang sáng tác tiểu thuyết trinh thám, nhưng mẹ không biết nay để cho tội phạm trong đó dùng thủ đoạn tinh vi gì. Do nghĩ quá nhiều nên bây giờ mỗi khi thấy bất cứ vật gì, phản ứng đầu tiên là lần sau dùng nó để gây án. Hay cho nên tao mới can thể như vậy. Thật xin lỗi. Theo cách nói của người khác thì tao mắc chứng quan tưởng bị hại. Vừa rồi tao định ngồi tàu luân chuyển vào thành uống ly cà phê, nhưng khi nhìn thấy cách tàu luân chuyển vận hành, trang đào tao lại lập tức hiện lên vô số kiểu bị hại trên tàu luân chuyển, nên không dám bước chân lên. Sao có thể chứ? Đừng suy nghĩ quá nhiều. Bản thân cô cũng nói đây là hoàng tử mà. Đúng là như vậy. Nhưng tao không nhận được khi nghĩ về những điều bất ổn. Còn nghĩ còn xa hả? Để tao hỏi tống cô vậy. Thật không? Tốt quá rồi, nhưng mà nếu người hẹ tao muốn hẹ cả bọn thì sao? Cứ yên tâm đi. Bây giờ đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bất kể là chuyện gì thì Duyên đều sẽ giải quyết được. Đánh tổ chỗ tàu luân chuyển. Bên cạnh chính là tàu luân chuyển. Lát nữa chúng ta cùng lên thôi. Lên chưa? À, đang đi hả? Bê mòn. Sao cô lại ngồi xổm dưới đất vậy? Lại còn ôm đào như thế? Chẳng lẽ cô lại sợ bị đập đào ư? Nhưng ở đây đâu có nóc. Đào bị đập. À, đào bị đập thì đúng hơn. Bị đập. Xịt, mau lại ở đây, nằm xuống cùng tao đi. Nơi này rất nguy hiểm. Đúng là hoàng tử mà. Cô lại bắt đầu rồi đấy. Hey. Nắp nhà luân chuyển không có bất kỳ thứ gì che chắn. Nếu như dựng hai cây gậy ở hai bên rồi mát một sợi dây cao ở giữa, chỉ cần tàu luân chuyển đi đến sợi dây cao kia sẽ lập tức cứa vào. Và ấy, cô đừng nói như vậy nữa. Không, thậm chí không cần hê cây gậy.
chỉ cần một cây. Rồi mát lên nó một sợi dài có lưỡi cao để nó rủ xuống. Người trên tàu luân chuyển sẽ bị lưỡi cao mát lái sau đó. Không nghe, tôi không nghe, không nghe thấy gì hết. Bài bòi. Nghe, cô ấy nói suốt quãng đường, đến tôi cũng thấy sợ rồi đấy. Đợi khi tới trộm chúng ta màu trắng xuống thôi. Cùng, Guiraro, cẩn thận xuống tàu. Phù, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn còn sống, tốt quá rồi. Đương nhiên là không rồi, đã nói cô bị quan tưởng rồi mà. Không, chúng ta vẫn chưa đến đích đâu, vẫn chưa thể kết luận được. Chưa biết chừng không được, chúng ta nhanh chán đi. Đi vô đó hả? Gọi thang máy. Có phần mềm nào mà nó tốt hơn ai mà đề mà. Chết chà, nó lại đi lại rồi. Đang đi xuống mà. Bà đây là bà số 9 trong đĩa số 1 á. Đúng rồi, bà số 9 á. Xong chưa? Ủa? Cái chỗ này ở đâu vậy? Ủa cái này mình từ đây mình tấn xuống được rồi, gọi thang máy đồ. Trêu bốc hiến binh. Tại sao cô lại trống? Rồi xung quanh đây đâu có gì nữa đâu. Bọn không thấy robot hiến binh kìa, ở ngay trước mặt chúng ta đó. Rồi sau, lần sau. Xịt, mau ra khỏi đây đi. Nếu robot hiến binh này mất kiểm soát thì xấu. Hoặc là lõi năng lượng của nó đột nhiên phát nổ. Hoặc nó bị người ta điều khiển để tấn công chúng ta. Nhưng nó đang rất bình thường mà. Đây, chính là cái mà tao sợ. Một máy móc vốn bình thường đột nhiên mất kiểm soát, khiến cả xui xẻo nào đó mất mạng. Chuyện này sẽ không có bất kỳ ai chịu trách nhiệm. Không chừng kẻ chủ mưu là cũng chẳng thể tìm ra. Thật quá nguy hiểm. Nó đi rồi đấy. Cô ra được rồi đấy. Hay, nó không bị mất kiểm soát. Đúng là nằm ngoài dự kiến. Chúng ta lại giữ được cái mạng này. Vốn dĩ không có khả năng xuất hiện tệ nạn đó. Nga từ đào, nó đã không thể bị mất kiểm soát. Thứ tao muốn nghĩ tới chính là một tệ nạn thuần túy do con người tạo ra. Đợi chút, không có chủ mưu thì sẽ không có bất kỳ ai chịu trách nhiệm cho vụ án. Đúng, tao thì có cũng hứng rồi. Mau đến quán cà phê thôi, tao thì phải nhanh chóng viết nó ra. Này, chậm thôi, cô không sợ có người ném đá bắt thình lình lùng cô vấp ngã à? Trêu à? Quán cà phê. À đây, sao buồn thiêu vậy? Làm gì buồn thiêu vậy em? Hỡi người thẩm phán tố cáo ở đây, con dân nhỏ bé này thật khổ sở. Phán trắng liền nào. Đợi tao đi uống thêm một ly trà thì. Thank you.
Phải, đúng vậy, chính là như thế. Cà phê sắp nguội rồi đấy. Cảm ơn Duyên đã hộ tống tôi đến đây. Bài mòn, nó là hộ tống. Thật ra chúng tôi chỉ đi theo cô thôi mà, cũng đâu có lùm gì đâu. Cậu cô cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhỉ, đúng thế. Có vẻ như tôi nghĩ quá nhiều. Hương vị cà phê này khá ngon. Bận bổ. Sẽ có hạ đập răng này không nhỉ? Cô nói ít thôi. Nó linh tinh. Chúng tôi đã uống hết rồi, chán vị làm sao cả. Không không, có lẽ là một cách thức hạ đập đặc biệt. Trước tiên người hạ đập đổ một loại thuốc vào cà phê chúng ta uống. Chỉ với loại thuốc này thì sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì với người dùng. Nhưng khi chúng ta uống hết cà phê bị bỏ thuốc ở đây rồi trở về nhà, người hạ độc sẽ lén bốn theo. Đợi chúng ta ngủ sẽ lén vào phòng và đổ loại thuốc thứ hai vào bình nước của chúng ta. Như thế hôm sau chúng ta mang bình nước đi ra ngoài. Khi uống nước trong bình hay là thuốc sẽ xảy ra phản ứng. Chúng ta sẽ tiến bước chân hao tóc tiến lại gần. Thằng nè Aruet, vị khách này rốt cuộc là cô đang nói gì thế? Cà phê bỏ độc, xin đừng đùa kiểu này trang tiệm của chúng tôi. Nó có cái file effect kìa. Nè cái file effect mà giống như cái loa mà đời cũ á. Nè cái loa thời chiến tranh nè. Đúng là phải effect của nó. Nếu như ảnh hưởng đến khách hàng khác của tôi thì tôi sẽ mời cô ra ngoài đấy. Cái này Bảo Vân xin lỗi. Đồng thời kể là chuyện của mình. Vừa ra rồi mua thêm 3 cốc cà phê để xin lỗi. Bài mòn, cà phê lần này là cô quan sát chủ quán lần đấy. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tao biết rồi. Nhưng mà quả thật tao tìm được rất nhiều ý tưởng trên đường tới đây. Chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút thì chắc chắn tao sẽ tìm được một thủ đoạn phạm tội hoàn hảo, không để lại dấu vết. Để tao viết xong cuốn tiểu thuyết kia, chắc chắn sẽ gửi ngay cho bạn đọc. Nhưng trước đó tao phải uống hết cốc cà phê này đã. Cốc cà phê này. Dinh bận nói, có khả năng nào nữa không? Cô thâu đi. Có khi nào bản thân cái cốc đã có độc rồi không? Hoàng đường. Bó tài còn. Để qua có ai liên quan không? Qua cái thầy này liên quan không? Rồi không có. Không có để mua thêm cái gì đây. Nó có bán mấy công thức nè. Rồi ok. Nhiệm vụ sao mà đó.